khuyến cáo phòng chống lây nhiễm cúm AH5 trên người của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế. Cúm AH5 là bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người, tỷ lệ tử vong cao, hiện chưa có vaccine phòng bệnh ở người. Người mắc bệnh có các triệu chứng giống cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở, sau đó có thể tiến triển nhanh thành viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng và tử vong. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm trên người, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống sôi. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng, mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Hãy chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh cúm AH5 trên người.